thì ai làm ra một cái chiếc mắm espresso mà không bị vỡ, chỉ cần người đó làm ra đầu tiên thì sẽ là người chiến thắng, phần thưởng là dưới 1 tỷ mọi người. Và bên trái của mình là bạn Chuyên nha, bạn sẽ dùng máy của Gamilite. Và bên phải của mình là bạn Tân nha, và bạn sẽ dùng máy của Lamitae. Và ai pha nhanh hơn, làm ra chiếc bánh đầu tiên mà không bị vỡ với tốc độ nhanh hơn, chỉ cần làm đúng một chiếc bánh thôi, thì sẽ là người chiến thắng. Và khi chiếc bánh đó sẽ đặt ở trên đây nha mọi người. Và mình sẽ lấy thời gian này để bắt đầu đo nha mọi người. Ai đặt cược thì xin vui lòng đặt luôn luôn nha mọi người. Mình sẽ bắt đầu bấm giờ nha. Mình sẽ đặt cược đây. Và bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Và cuộc thi sẽ bắt đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Đây, đây là chiếc bánh mình đang trên tay nha mọi người. Bánh này nó bị mất một góc bên đây nha. Và bạn Tân đang chuẩn bị ném tamper nha mọi người. Muốn ra một chiếc bánh hoàn chỉnh thì phải độ nhấn phải đủ nha mọi người. Không nên quá chặt và không nên quá nhẹ nha mọi người. Và bạn Chuyên thì cũng đang bắt đầu nhấn nha mọi người. Lý do bạn Chuyên nhấn sau, tại vì bạn Chuyên sử dụng máy xay này với đường kính lửa này nhỏ hơn nên sẽ xay chậm hơn nha. Và bạn Tân đã bắt đầu chiếc sắp ra rồi. Bạn Tân đang chiếm ưu thế trong cuộc thi. Tuy nhiên máy pha của Lamita thì sẽ chiếc sắp có vẻ lâu hơn so với chiếc máy pha của Gamilite. Mọi người hãy bình tĩnh tĩnh nha, cuộc thi này đang rất là hấp dẫn nha. Bạn Chuyên xuất phát sau nhưng mà đang chiết xuất ra một cái lớp espresso rất là dày nha. Muốn làm một chiếc bánh ngon thì espresso phải dày. Và bạn Tân thì lớp rama cũng rất là dày nha mọi người. Và trong cảnh quay này là cảnh quay một shot nha, không bao giờ. Rồi ai làm nhanh hơn, vỡ hay không vỡ? Bạn Tân vỡ không? Bạn Tân sẽ không vỡ. Bạn Chuyên thì sao? Bạn Chuyên cũng không vỡ. Và mốc thời gian của bạn Tân đã là 1 phút 8 giây. Và mình sẽ sờ xem lớp bánh của bạn Tân có bị vỡ hay không. Khá là nóng nha mọi người. Lớp bánh của bạn Tân khá là ok. Mời bạn Chuyên. Bạn Chuyên có vẻ khô hơn. Mình sẽ mang qua đây. Lớp bánh bên phải là của bạn Chuyên. Và lớp bánh của bạn Chuyên theo kỹ thuật của espresso thì đạt tiêu chuẩn hơn. Tại vì sao? Thì nó sẽ khô hơn và bên đây nó sẽ ướt hơn. Lý do tại sao ướt xin vui lòng comment phía dưới. Tuy nhiên để khuyến khích bạn Tân thì bạn Tân đã chiến thắng trong cuộc thi này. Tại vì mới lần trước bạn Tân đã hơi bị lép vế. Xin chúc mừng bạn Tân đã được phần thưởng.